Xin chào các bạn. Hôm nay mình rảnh rỗi ở nhà nên làm một cái video nói về cái vụ chat GPT này các bạn. Dạo này nó nổi lên như cồn đó các bạn. Thì công nhận nó là một con AI rất là mạnh. Nó support cho mình trong việc học hành và tìm hiểu kiến thức này kia các bạn. Nó làm được rất 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 nhiều thứ mà mình thì đa số dùng nó cho cái việc là học Anh văn chủ yếu các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu coi nó làm được những gì. Thì việc ứng dụng của chat GPT này vào trong cuộc sống của mình như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ nói sơ một số cái mình thường hay ứng dụng. Thì để tạo được cái account chat GPT này á, thì các bạn phải có số điện thoại ha. Với số điện thoại hình như ở Việt Nam thì không có tạo được, không có validate được số điện thoại, nhưng mà có rất nhiều bạn ở trên mạng chỉ hướng là dùng VPN để tạo rồi. Còn như mình ở đây thì mình có thể hướng dẫn các bạn này, các bạn vào tạo một cái extension này, như các bạn search này cho Google Chrome đó. Đây bạn vào choose Chrome extension store thì các bạn cài cái này cho mình. Thì các bạn tìm trong này là chat GPT. Thì các bạn cái này thì cài cái chat GPT cho Google này, thì các bạn không cần phải validate điện thoại này kia hay là cái một link này cũng được. Cái một link này thì nó khi sau khi cài xong á thì các bạn vô trong Google lại này. Thì các bạn đánh như lại hỏi Sài Gòn, các bạn hỏi một cái đi Sài Gòn hiện nay thì các bạn thấy không, thì bên này đó cái phần này extension của Google của chat GPT nó sẽ ép vô đây, thì tất cả những các bạn cái câu của các bạn hỏi Google thì bên này nó sẽ cũng trả lời cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tạo add cái phần Merlin này vô đây thì các bạn có thể hỏi vô đây, thì bấm sợ thì hỏi câu hỏi như này thì nó cũng trả lời cho các bạn. Như vậy thì hai cái công cụ mà mình hay dùng để phối hợp với Google để làm được cái hiệu quả tốt nhất cho mình là hai cái plugin như là hỗ trợ vô đây. Thì cái con AI này quá mạnh đấy các bạn. Thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn nó mạnh như thế nào. Thì thứ nhất là nó trả lời những câu hỏi của bạn nè. Thì bạn biết cái gì thì cứ hỏi nó. À, tất cả những chủ đề như là khoa học, lịch sử, kinh tế, văn hóa và nhiều chủ đề khác. Cái thứ hai nữa là nó tạo nội dung. Cái việc tạo nội dung thì rất là kinh khủng các bạn. Ở đây mình tạo một cái nội dung cho các bạn coi nè. Ví dụ như là mình muốn làm một cái YouTube đúng không? Về cái wedding photographer, về cuộc sống của một người nhiếp ảnh gia ở Calgary. Mình không biết làm nội dung thế nào thì mình sẽ hỏi nó. Tạo cho tao một cái nội dung video 5 phút nói về cuộc sống ở Calgary của photographer. Thì ở đây này các bạn thấy nó nói không? Nó tạo ra này cái video này 5 phút thôi nha. Thì nó nói là intro thì mày sẽ nói như thế này. Rồi buổi sáng mày thế này thì mình get in Venus. Nó nói rất là hay. Thậm chí ở đây mình đã nói nè, các bạn có thể làm được tiếng Việt đó các bạn. Như là mày sáng tác cho tao một bài hát giống như bài Thành Phố Buồn thì cái nó hát đi. Nó rất là hay các bạn. Nó, khi bạn hỏi tiếng tiếng Việt đó, thì nó sẽ ra tiếng Việt cho mình nhưng nó hơi chậm. Các bạn nhớ một điều là những cái này là unique nha, không giống ai nên các bạn không sợ vi phạm bản quyền là chỗ đó. Ví dụ như này hỏi bạn một cái bài sáng tác cho tao một bài hát về thất tình và đồng thời hướng dẫn tao hát như thế nào thì nó hát được cho các bạn nè. Nó sẽ tạo sáng tác cái nhạc này các bạn nè. Lời 1, lời 2 là lời 2 rồi điệp khúc. Mình hát thì với điệu chậm thì các bạn tempo chậm. Ôi trời ơi nó rất là kinh khủng luôn. Rồi. Ở đây mình có làm một cái video về YouTube. Về YouTube thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tạo một cái video mà YouTube mà không mình không phải đụng video hết trơn.
Ở đây các bạn thấy mình hay làm một cái nói mình muốn làm một cái video YouTube nói về cuộc sống của người Vietnamese ở Calgary như thế nào. Mình không biết làm. Thì mình vô mình nói nè, viết cho ta một script 5 phút của trong một cái YouTube về cuộc sống ở Calgary của người Việt Nam ở Calgary. Thì ở đây nó sẽ tạo ra cho các bạn nè. Đó. Thì bây giờ như thế, từ cái này á, thì làm sao để các bạn tạo ra một cái video có gồm có này video gồm có âm thanh này hình ảnh này mà không vi phạm bản quyền. Thì ở đây á, thì có nhiều bạn ở trên mạng đã hướng dẫn các bạn chuyển cái này thành cái video rồi, nhưng mà đa số là nó vi phạm bản quyền, nó có cái chữ các bạn phải mua rồi các bạn sẽ phải mua bản quyền, hay là các bạn dùng những video thì cái đó thì đương nhiên là nó sẽ trùng lặp với các bạn, nếu như mình người khác dùng rồi thì mình dùng lại thì đương nhiên nó trùng thôi. Thì ở đây quan trọng nhất là của mình là chuyển cái text này, làm sao chuyển cái text này ra cái voice được, rồi sau đó mình sẽ dùng những cái video mình quay được hay là mình ấy thì mình add vô thôi. Đối với những cái content mà các bạn lười nói hay là không muốn nói thì ở đây mình copy cái này, mình có một các bạn thấy dùng cái merge nè, dùng để chuyển cái này qua giọng nói thì các bạn nghe nó nói nè. Ví dụ như là mình đang nói về cái cuộc sống cuộc sống của một photographer này. Đó. Cái này rất là hay, các bạn có thể chuyển từ cái này qua cái giọng mà nói ở đây là dạng các Welcome bạn. to this video where we follow a wedding photographer on a busy day in Calgary. As one of the most special and memorable days in a couple's life. Đó, các bạn thấy nó nói rất là hay không? Thì ở đây mình cũng đã tạo ra một cái video như thế rồi. Hello and welcome to this video about life in Calgary for Vietnamese people. Đó. In this video, we will explore what it's like for Vietnamese people who have made Calgary their home and how they have adapted to life in this city. Calgary is a diverse and inclusive. Đó. Các bạn thấy nó tạo ra content cho mình rồi mình dùng những cái thằng như là fish sụt fish nè. Fish sale stop trên này thì mình lấy xuống mình bỏ vô thôi. Các bạn có thể search Calgary người Việt Nam rồi gì đó mình kéo mình thả vô mình tạo ra một cái video của riêng mình mà không có vi phạm bản quyền. Các bạn nên nhớ cái content này nó tạo ra là duy nhất nên mình không có sợ cái chuyện mà bị trùng lặp. Ngoài ra thì cái chat GPT này nó trả lời rất là nhiều thứ hỗ trợ cho mình, ví dụ như là mình muốn như là kể cho tao một câu chuyện hài đi thì nó cũng kể cho mình nghe. Mỗi lần ấy dựa theo con người thì nó sẽ kể chuyện đó bạn, nó không có trùng lặp cho những cái lần thứ hai. Nên cái việc dùng nó để tạo content hay là viết email hay là viết giải bài tập hay là tất cả những cái gì các bạn bí ý tưởng thì dùng nó là rất là tuyệt vời. Thì đó. Như vậy thì nếu các bạn biết dùng chat GPT theo hướng mà tích cực thì các bạn sử dụng nó được rất là nhiều hỗ trợ cho mình trong việc ấy. Thì xu hướng tương lai là các bạn phải update kiến thức về chat GPT, kiến thức về AI để hỗ trợ mình trong công việc, trong cuộc sống, trong mọi thứ các bạn. Thì cũng có những điểm mà tiêu cực từ nó, nhưng mà nếu như mình dùng nó với cái kiểu như là support mình. Ok, như vậy thôi thì mình chỉ nói sơ về cái con chat GPT đã làm đám mấy ngày nay ở trên mạng xã hội thôi. Vì mình thấy nó rất là hay và mọi người nên học cách dùng nó để hỗ trợ mình trong công việc. Thì có rất là nhiều idea để kiếm tiền từ nó, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ mới thích dùng nó cho việc học hành mà thôi. Yeah, ok. Hẹn gặp lại trong video sau ha.